chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Realme 7. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test game ở trên sản phẩm này. Cụ thể thì về cấu hình của chiếc Realme 7 này thì nó sẽ được trang bị con chip Helio G95. Và đây là chiếc smartphone đầu tiên được trang bị con chip này đến từ MediaTek. Và đây cũng là một con chip chuyên chơi game đến từ MediaTek. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là hiệu năng chơi game của nó sẽ như thế nào nhé. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo chiếc Realme 7 này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả tham khảo tại điện thoại hay.vn. Ok, quay trở lại với bài test của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ cho bạn xem cái điểm số AnTuTu đạt được của chip Helio G95. Nó sẽ đạt được cho chúng ta rơi tầm khoảng là 275.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 83.000, còn điểm GPU đạt được là 86.000 với nhân là Mali G76MC4. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào test game. Đầu tiên mình sẽ vào tựa game PUBG Mobile trước nhá. Và đây mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa đạt được ở trên con chip Helio G95. Thì nó có thể chơi được ở mức đồ họa là HD thôi và tốc độ khung hình là cao đó. Còn nếu như các bạn muốn chơi ở mức đồ họa MD thì sẽ đẩy lên mức tốc độ khung hình là cực cao được, thì có thể chơi ở trên 40 fps. Còn nếu như mà chơi ở mức cao này thì chỉ là khoảng 30, hơn 30 fps thôi đó. Mình sẽ bật tính năng khử răng cưa lên này. Cái này nó không có tính năng bật tính năng đổ bóng thì mình sẽ tắt cái tính năng điều chỉnh đồ họa đi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vào bán thử trận. Ok. Và đây mình sẽ test pin luôn sản phẩm này. Hiện tại thì mức pin của nó đang là 67% vào lúc 17 giờ. Mình sẽ test trong vòng 10 phút để xem nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin nhá. Vì pin ở trên sản phẩm này thì nó cũng có dung lượng rất là lớn rồi. Giờ mình sẽ nhảy xuống khu vực nào đây. Hiện tại thì cái bản đồ Erango này nó đã được cập nhật cái giao diện mới, đồ họa chất lượng hơn. Vì thế là nó cũng sẽ đòi hỏi một cái chất lượng phần cứng tốt thì mới có thể chơi được nó ổn định. Mình phải công nhận là bản cập nhật Erango mới này nó gần như là giống như là trên bản PC rồi. Không thể nào mà giống 100% được, nhưng mà cái phong cách thiết kế retro nó cũng giống gần như là trên bản PC. Vì không có tính năng đổ bóng vậy nên là khi mà mình chạy, mình bật đồ họa HD lên thì nó cũng không có cái hiệu ứng đổ bóng tán cây các thứ. Đó. Cái này thì HDR, tại vì nó không có HDR mà. Cho nên là cái tương phản sáng tối nó không có luôn. Nhưng mình đang cảm thấy nó không được mượt cho lắm các bạn ạ. Tự dưng lại được ship đến cho một đống đạn, đống đồ. Chuyển sang mã AK hảo thôi. Ô không ngờ khu Lipoca này cũng giàu phết nhỉ. Nhiều đồ phết. Mấy này các bạn có bắn rank đầu mùa không? Bắn rank đầu mùa hiện tại bây giờ khá là gắt. Toàn các tay to thôi. Cái tay to cày từ rank thấp lên.
Các bạn nhìn cửa tối lắm không? Mình sẽ tăng cái độ sáng màn hình của sản phẩm này lên một chút nhá. Đó, các bạn có thể nhìn rõ được hơn. Lút ra ba khu nhà này. Rank đầu mùa thường thường thì có sẽ có nhiều bot hơn, nhưng mà có rất là nhiều tay to. Nhưng mình cảm thấy không được mượt lắm các bạn ạ. Kiểu là nó chỉ chơi tầm khoảng là trên 30 FPS ấy. Vậy nên là đủ để trải nghiệm thôi, nó không bị giật lag thôi, chứ còn trải nghiệm mượt thì không. Nhưng mà mình thấy là nó cũng khá là mát, không nóng một chút nào đâu. Mù mắt. Các bạn thính bắt thích bắn Red Dot hay Holo? Mình thích bắn Red Dot hơn, bởi vì cái tầm nó nhỏ ấy. Có mini đây rồi. Bạn nào bán PC chắc là mấy nay cũng biết được cái bản cập nhật của cái tiếng M4 nó thực sự là phế kinh khủng luôn. Nghe như kiểu là súng nước ấy. Trong cộng đồng báo PUBG Corp mới cập nhật một khẩu súng nước mới. Ngày xưa M4 không bị fake ấy, không bị giảm đam ấy. Thì nó cực kỳ là được ưa chuộng. Sau khi giảm đam xong lại cộng thêm cả tiếng fake cả cái tiếng đi nữa thì may mà vẫn giữ lại cái tiếng cổ điển ở trên bản mobile này. Nếu mà nó fix nữa thì thôi, chắc là bỏ game. Khẩu M4 giờ không khác gì khẩu súng nước. Mình thử giảm xuống cái mức đồ họa thấp nhất đi. Đó, có thể nhìn thấy là nó chơi nó mượt hơn hẳn luôn. Di chuyển này, xoay cam nó cũng mượt hơn. Nhưng không có cái xe nào nha. Thính kìa. Game này nhiều lúc mình thấy nhiều lỗi lắm. Nhiều bug, nhiều lỗi.
hack cũng nhiều. Thực ra thì cái tình trạng hack thì không thể nào tránh được. Game nào cũng có. Nó giảm xuống cái mức đồ họa mượt thì các bạn sẽ phải đánh đổi thôi, với chất lượng hình ảnh của nó lên không được đẹp, không được nổi khối. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ đánh đổi được cái tốc độ khung hình nó cao hơn. Đó. Xin lỗi các bạn, mình đang bị ho một chút là tiếng mình nó hơi bị khàn. Các bạn chịu khó nghe một chút. Từ nãy giờ không tìm được đâu cái băng đạn nó tử tế nhà, toàn băng đạn thanh nhanh luôn. Chỉ kia như có cái xe thì phải. Đúng rồi. Ok, mình đã test trong vòng 10 phút cái tựa game PUBG Mobile rồi ấy. Thì mình nhận xét qua một chút đi thì nó có thể chơi được mức đồ họa chỉ là HD và tốc độ khung hình đấy lên mức là cao, vậy nên là các bạn chỉ chơi tầm khoảng là trên 30 FPS. Thì nếu như mà chơi mức cấu hình đấy thì nó hơi bị không được mượt thôi, chứ không phải là lag quá. Kiểu các bạn xoay cam các thứ ấy thì nó không được nét, không được mượt. Đó, còn nếu như các bạn chuyển xuống mức đồ họa mượt này thì các bạn có thể đẩy lên mức cái tốc độ của mình nó cao hơn. Khi mà combat hoặc khi mà bắn như này di chuyển nó sẽ mượt hơn. Và trong quá trình mình chơi thì mình thấy nó chỉ ấm nhẹ lên một chút thôi, cũng không nóng đến mức khó chịu. Một phần nó cũng do được làm từ nhựa vậy nữa, vậy nên là cái khả năng dẫn truyền nhiệt của nó không tốt bằng so với kính kim loại. Đó. Và đó là cái trải nghiệm của mình khi mà chơi tự game PUBG. Bây giờ thì mình sẽ thử chuyển sang đánh thử một trận Liên Quân để xem là nó support như thế nào nhá. Mình thấy là cũng khá là ổn rồi. Đó, ok. Và mình đã chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem cái phần đồ họa đạt được của cái tựa game này ở trên con chip Helio G95 nhá. Thì nó có thể bật được FPS cao, độ phân giải HD đẩy lên mức siêu cao, chất lượng hình ảnh ở trên mức HD, chất lượng chi tiết HD. Đó, nói chung là mắc luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ thử vào oanh thử một trận xem. Mình thấy từ trước giờ mình test nhiều game rồi ấy, thì những cái tựa game Liên Quân Mobile này ở trên những con chip đến từ MediaTek ấy, thường nó giữ được cái FPS khá là kém, bởi vì lúc đi đường thì FPS rất chậm và rất cao, nhưng mà khi mà combat hoặc là có vấn đề gì đấy thì nó sẽ bị tụt FPS, rất là drop FPS rất là kinh. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào đấu một trận xem sao. Ok, mình đã vào bên trong trận, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi đường giữa luôn. Tự dưng ra chọc mình cơ. Trò gì vậy? Cái gì vậy? Uầy, để ta ra nó đánh vậy. Ủa chết rồi, Zuka đang bị quay, mình phải lên giải cứu Zuka.
À, nó chạy rồi. Các bạn thấy là FPS hiện tại thì nó đang dao động ở mức là 60 61 nhé. Để mình vào mình thiết lập lại cái camera xem nào. Ui. Ok ạ. Ô chết, ô không chết đã. What? Sao lại không chết quả đấy nhờ Liliana, sao lại không chết quả đấy nhờ? Thường thường em mà gắn ga mà nó đã, mà tướng địch đã trúng độc ấy mà trên đầu đã hiển tỷ số 5 rồi, mình dám chắc 100% là sẽ đứt. Hay là mới thay đổi lại meta chăng? Chết với mình rồi. Uầy, cái gì vậy? Chúng nó quay hội đồng các bạn ơi. Đó, các bạn thấy là FPS kể cả là combat đông như thế thì nó vẫn ở mức là 60 so 1. Nói chung là đấy, giờ mình chết này. Nói chung là FPS vẫn giữ được rất là ok. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là nhiệt độ của máy cũng đã tăng lên rồi. Khá là nóng rồi. Mình chơi hai tựa game liền một lúc thì bảo sao nó không nóng. Uầy, gì vậy? Nào, lên đây, lên đây. Mình định làm gì? Ui chết chết cú. Chạy nhanh. Cũng cấu được tí máu. Ui chết, đằng dưới xuống giải cứu. John bị quay rồi. Chết. Ôi, cay thế nhở, lại bị ăn mạng mất. Ôi, không chết được kìa. Hiện tại thì mức pin sau khoảng 25 phút mình chơi game ấy thì nó tụt từ 67% xuống 59% pin. Nói chung là một mức pin rất tốt, bởi vì viên pin của sản phẩm này thì nó cũng không phải là thấp, nó cũng rất là cao rồi. Với 5.000 mAh thì mình nghĩ là các bạn có thể chơi hát cây game trên sản phẩm này thoải mái. Hơn nữa lại còn đi kèm sạc nhanh 30W nữa. Đó. Ok, các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của con chip Helio G95 ở trên chiếc Realme 7 thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Một lần xin cảm ơn cửa hàng điện thoại hay đã hỗ trợ mình chiếc Realme 7 để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.